Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong một clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 25.13. Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục quay cho em ở cái bài 25.14 em nhé. Ok. Ta sẽ đi sang bài 25.14. Thì bài 25.14 thì người ta cũng đã cho cái em cái thông tin ở phía trên, nghĩa là M2. Đây các em, chúng ta cũng vẫn lấy lại cái thông tin ở đây theo phần giả thiết này. Được chưa? Đó. Như vậy thì ở đây người ta nói là nếu không bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa hai chất lỏng và môi trường là cốc đựng không khí, thì khi có công bằng nhiệt, nhiệt độ T của hai chất lỏng trên có giá trị là. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thực hiện và làm ra em nhé. Chứ bây giờ mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta không biết được đâu là đáp án chính xác được không? Như vậy thì bây giờ ở đây em ghi thầy là cái vì theo cái giả thiết T2 này nó lớn hơn T1 nên cái chất lỏng 2 cái đó nào sẽ truyền cho chất lỏng 1, đúng chưa? Ok, đúng không? Nếu mà không bỏ qua ở đây trong cái đề bài em, nếu không bỏ qua cái sự trao đổi nhiệt giữa hai chất lỏng và môi trường thì khi có công bằng nhiệt, cái này hơi hợp xuống khó viết em nhé, công bằng nhiệt thì chúng ta có là cái V1 nó sẽ nhỏ hơn V2, em nhớ giùm thầy như vậy. Và chúng ta cũng áp dụng tương tự công thức, ta áp dụng cái công thức đó là gì nào, anh Q1 sẽ bằng là gì, M1 nhân C1 nhân cho T trừ cho T1 ha, quy lại là Q2 sẽ bằng M2 nhân C2 nhân cho gì, T2 trừ cho T ha. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, có cái gì nào. Như vậy thì kem ghim thầy là do mất cân bằng năng lượng nên khi cân bằng nhiệt thì cái anh Q1 nó sẽ nhỏ hơn anh Q2. Cái được chưa nào? Từ đây thầy suy ra cái anh Q1 trên anh Q2 sẽ nhỏ hơn 1. Tại vì ở đây thầy chia cho hai vế cho Q2 thì Q2 chia Q2 thì bằng 1. Các em hiểu chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ thế vô giống như lúc nãy nha. Ở cái bài 13 ở trong clip trước em thì chúng ta có cái Q1 thì chúng ta sau khi chúng ta thế vô những cái đơn vị kia nó triệt tiêu hết rồi em. Tại vì ở đây theo cái giả thiết người ta cho ở vị trí này rồi thì game thế vô thì tự triệt tiêu hết thì nó sẽ còn lại là gì em? Từ đây người ta suy ra là T trừ cho T1 sẽ trên T2 trừ cho T, nó sẽ nhỏ hơn 1. Có được chưa? Chúng ta nhân lên ở đây em, T trừ T1 sẽ nhỏ hơn, lấy đây nhân chéo lên đây, như vậy T2 trừ cho T. Như vậy chúng ta cũng sẽ chuyển quế giống như đây dấu bằng thôi, ta chuyển quế đổi dấu T trừ chuyển hóa thành cộng, nhỏ hơn T2 cộng cho T1, suy ra đây là 2T nhỏ hơn, cái này giống như giải bất đẳng thức thôi em. Thì từ đây chúng ta suy ra T này sẽ nhỏ hơn T2 cộng T1 chia cho 2 đó. Nếu bạn nào đã xem clip trước ở cái tiết ở cái bài 13 thì cái bài này nó cũng rất là dễ hiểu đó nè. Rồi, ok, được chưa nào? Ta đi sang ở cái bài 15 nhé. Để chúng ta chọn câu nào để cho em ha.
T. Đây nha, cũng là câu B ha. Ta đi sang câu 15 nha. Và thầy nhắc lại là bạn nào mà chưa đăng ký thì chúng ta đăng ký để chúng ta nắm được những kiến thức cơ bản nhất em nha. Bài 25.15 nha. Một chiếc thìa bằng đồng và một chiếc thìa bằng nhôm có khối lượng và nhiệt độ ban đầu là bằng nhau. Được chưa nào? Được nhúng chìm vào một cốc cùng một cốc đựng nước nóng. Hỏi này, câu A này. Hỏi nhiệt độ cuối cùng của hai thìa đó có bằng nhau hay không? Tại sao? Như vậy thì nhiệt độ cuối cùng đó chính là nhiệt độ gì? Đó chính là cái nhiệt độ khi có gì? Khi có cân bằng nhiệt xảy ra. Đúng không? Do đó cái nhiệt độ cuối cùng của hai thìa nó như thế nào? Bằng nhau hay không? Chắc chắn sẽ bằng nhau. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây các em ghi thầy là cái nhiệt độ bàn nó hơi rung em. Nhiệt độ cuối cùng đó nào là nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt, đúng không? Do đó nhiệt độ cuối cùng của hai thìa đều bằng nhau. Được chưa nào? Ta đi sang câu B. Nhiệt lượng mà hai thìa thu được từ nước có bằng nhau không? Tại sao? Như vậy thì ở đây các em thấy này, nhiệt lượng của hai thìa thu được từ nước theo em có bằng nhau hay không? Ta giải quyết chấm hỏi này trước. Bằng không? Theo em bằng nhau hay không? Nhiệt lượng ấy, cái nhiệt lượng chắc chắn là không bằng nhau. Vì sao em? Vì cái độ tăng nhiệt độ của hai thìa nó có giống nhau không? Giống nhau. Nhưng cái gì khác nhau? Cái gì khác nhau? Đó chính là cái chữ này này. Đó chính là cái chữ C này. Cái nhiệt dung riêng của hai cái anh đồng và nhôm thì khác nhau thì sinh ra cái nhiệt lượng thì không thể nó bằng nhau được. Em có hiểu chưa nào? Đó. C là nhiệt dung riêng, có đúng chưa? Như vậy thì ở đây các em ghi thầy là trả lời gợi ý này đầu tiên trước, khẳng định trước nha. Nhiệt lượng hai thìa thu được từ nước không bằng nhau. Được chưa nào? Đó. Vì cái độ tăng nhiệt độ hai thìa là như nào với nhau? Hai thìa là giống nhau, nghĩa cái delta T nghe là giống nhau, có đúng như này. Nhưng cái nhiệt dung riêng nghĩa là C đấy ha, của đồng và nhôm như nào em? Khác nhau. Ở trong cái bảng 42.2 ở trong sách giáo khoa nó đã cho các em biết được cái nhiệt dung riêng của đồng và nhôm rồi, và hai này khác nhau. Khi mà cái delta T này là nó như nhau thì chắc chắn nhiệt lượng sinh ra nó sẽ không thể nào giống nhau được, chắc chắn nó sẽ là khác nhau. Các em hiểu chưa nào? Đó. Hiểu chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang ở cái bài 16 game nha. 16. Ok. Ta đi sang ở bài 16 game. 25.16. Thầy đọc đề rồi tóm tắt cái đề bài rồi giải cho em nhé. Một nhiệt kế bằng đồng có khối lượng là 128 gram chứa 240 gram nước ở nhiệt độ là 8,4 độ C. Được chưa nào? Người ta thả vào nhiệt lượng kế một miếng hợp kim khối lượng ở đây là 192 gram được làm nóng tới 100 độ C. Nhiệt độ khi cân bằng là 21,5 độ C. Biết dùng nhiệt dung riêng của đồng này, nước này. Ở đây người ta yêu cầu là tính nhiệt dung riêng của hợp kim đó có phải là hợp kim của đồng và sắt hay không, tại sao? Thì bây giờ nghĩa là người ta đi tính C các em hiểu nào? Bây giờ thầy sẽ tóm tắt cái đề bài cho các em nhé. Một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng như vậy, ở đây chúng ta có M1 sẽ bằng 128 gam.
Có được chưa nào? Thì bây giờ chúng ta đổi ra thì trở thành là chia cho 1.000 thì bằng 0,128 kg. Là cái thứ nhất. Chứa 240 gram nước. Chứa 240 gram nước nghĩa là khối lượng M2 sẽ bằng 240 gram. Ta chia cho 1.000 thì bằng 0,24 kg. Có được chưa? Đó. Ở nhiệt độ là 8,4 độ C, nghĩa là cái anh T1 sẽ bằng là 8,4 độ C. Vâng. Người ta thả vào nhiệt kế một miếng hợp kim có khối lượng là 192 gram. Như vậy thì ở đây khối lượng của hợp kim ở đây là 192 gram. Thì người ta đổi ra bằng 0,192 kg bằng cách chia cho 1.000 nha. Được làm nóng tới ở đây là 100 độ C. Như vậy thì cái T3 của chúng ta ở đây sẽ là bằng bao nhiêu em? Sẽ là 100 độ độ C. Như vậy thì này cái T1 với T2 này nó cũng sẽ bằng đúng với nhiệt độ ở đây là 8,4 độ C luôn. Có được chưa? Đó. Biết nhiệt dung riêng của đồng. Nghĩa là nhiệt dung riêng của đồng nghĩa là cái anh C1 ta bằng 380 joule trên kg nhân K. Nước là nghĩa là C2 sẽ bằng 4.200 joule trên kg nhân K. Ở đây người ta yêu cầu các em tính C3 là bằng bao nhiêu, ý là như thế. Hiểu cái đề bài chưa? Tóm tắt cái đề bài như này chúng ta đã rõ chưa nào? Và ở đây có một cái yếu tố rất quan trọng, đó chính là nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là 21,5 độ C. Nghĩa là ở đây người ta cho cái em ở đây là T sẽ bằng là 21,5 độ C. Không có cái này sao mà tính toán được em, có đúng không? Thì bây giờ để tính được cái nhiệt dung riêng thì nó rất là dễ các em. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, cái nhiệt lượng mà nhiệt lượng kế và nước thu vào chúng ta sẽ tính trước, đó chính là tương ứng với Q1 và Q2. Còn cái nhiệt lượng của miếng hợp kim tỏa ra thì chúng ta cho đó chính là Q3. Như vậy thì khi mà nó cân bằng, nghĩa là Q1 cộng Q2 thì sẽ bằng Q3. Khi đó chúng ta sẽ thế vô và chúng ta sẽ tính ra được C3. Các em hiểu chưa nào? Thì bây giờ ban đầu thầy sẽ thầy tính nhiệt lượng nó thu vào trước. Như vậy thì ở đây thầy sẽ tính được cái nhiệt lượng không mà nhiệt kế và nước thu vào không nào. Như vậy chúng ta có Q1 sẽ bằng M1 nhân C1 nhân delta T, nghĩa là T trừ cho T1. Kèm thế vô và làm luôn nha. 0,128 C1 là 4, đại loại ở đồng là 380, ở đây là 21,5 trừ cho 8,4 bằng. Tí chúng ta tính sau nha. Bây giờ ở đây chúng ta có Q2 là của nước này, M2 nhân C2 nhân ở đây cho T trừ cho T2, tính của nước em nha. Như vậy thì ở đây là 0,24 này nhân 4.200 này nhân ở đây cũng là 21,5 trừ cho 8,4 này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm máy tính chúng ta tính nhé. Em lấy tính đồng ngọt trước, 840 380. Như vậy kết quả ở đây ra được là 637,1834 run ha. Còn anh đây chúng ta cũng tính là 2105 trừ 804 bằng nhân cho 4.200 bằng ở đây là 13.004,8 joule. Có được chưa nào? Đấy chính là cái nhiệt lượng mà nó thu vào. Bây giờ thầy tính là tỏa ra nha. Như vậy thì cái nhiệt lượng miếng hợp kim tỏa ra là, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ký hiệu thật là Q3 thì sẽ bằng M3 nhân cho C3 nhân cho T3 trừ cho T, đúng không? Như vậy ở đây nó sẽ bằng M3 chúng ta là bằng 0,192. C3 chưa có, là vì cái này chúng ta còn phải tìm mà. Cái T3 chúng ta đó chính là 100 trừ 21,5 bằng. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ bấm như sau này, 100 trừ cho 21,5 bằng này,
Nhân với đây thầy đây là 0,192 này. Như vậy ra được là 15,072 C3. Nhân ở đây C3 này. Ha. Như vậy thì ở đây khi mà nó cân bằng cái phương trình cân bằng nhiệt. Nè. Ta có ở đây là Q1 cộng Q2 nghĩa là thu vào thì bằng Q tỏa ra là Q3. Mà Q1 cộng Q2 bây giờ game Q1 ta tính bằng là 637,184 cộng ở đây là 13.204,8 ở đây bằng là 15,072 nhân cho C3. Game lấy hai số liệu này cộng lại. Đây em. Như vậy thì khi cộng lại thì nó sẽ bằng là 13.841,984 sẽ bằng 15,072 nhân cho C3 thì từ đây thầy tính ra được C3 này bằng cái số liệu này. Chia 15 thì như vậy thì thầy sẽ bấm chia luôn. 15.072. Như vậy kết quả nó ra được là 918, gần bằng em, 918 đơn vị. Đây là run trên kg nhân k, em hiểu nào. Như vậy thì so sánh ở trong bảng thì em thấy cái kết luận hiện tại là cái hợp kim này không phải nhá, ở trong cái bảng của 42.2 ở trong sách giáo khoa các em ha, này không thể là hợp kim của đồng và sắt nè, vì vì cả hai thì ghi như đây nha, cả hai chất đó đều có nhiệt dung riêng nhỏ hơn 918 joule trên kg nhân k. Đây thì xin chút xíu chỗ đây nha, để cho nó liền mạch luôn em, để anh em xem cho nó dễ nha. Đây em này, bài này game đã hiểu chưa nào? Ok chưa? Rồi, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc game. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho game ở bài 25.17, 25.18 game nhé. Mở up trên kênh không công khai. Bạn nào có nhu cầu đăng ký thì liên hệ giùm thầy qua cái số điện thoại chúng ta đã có sẵn rồi đấy. 0348610656 nha. Ok, cảm ơn em. Bye bye nha.